Rồi nhiêu? Ủa rồi. Đủ rồi là nhiêu? Ủa rồi. Rồi xếp hết lại đi. Rồi rồi rồi, để vô lấy. Đủ là đủ nhiêu chạy? Hả? Nhiêu? Đủ rồi phải không? Rồi ra đây. Rồi nè. Đủ chưa? Đủ rồi phải không? Ờ đủ rồi. Đủ rồi, tôi đi ra ngang. Ừ. Rồi uống cái gì? Bia. Bia hôm qua phải không? Nghe rồi. Uống đâu, uống gì hả? Bia. Bia đó hả? Phải không? Phải bia không? Ok. Bảy ốp. Bảy ốp. Bia bảy ốp. Rồi ăn đi. Hết ớt rồi, không có ớt đâu. Có ớt không? Không có hả? Có thôi. Nhưng làm gì bây giờ? Ăn xong đi rồi hãy uống. Ăn vậy rồi uống, vậy rồi sao mà ăn? Ăn xong đi rồi hãy uống. Có giá thịt lại rồi. Bữa nay nhìn thấy khá khá hả chị? Mới vô rồi nhìn cái muốn xỉu. Lúc mà nó mệt cho nữa tôi không biết được. Cái thằng đo tim đó. Đó giờ người ta kéo lên đo rồi cái thì thôi kêu người ta kéo xuống. Kéo lên nó trời ơi kéo xuống. Cái điếng cái thằng nó mệt đi. Lộn. Trời ơi hết biết rồi. bữa mà kéo áo lên để anh đo tim đó phải không? Ừ. Xong rồi đã đo xong rồi kêu người ta xong rồi, rồi kéo áo xuống vậy nó lại kêu kéo lên trời ơi kêu lên nó bó tài cái thằng nó 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 quấn nó chân nó hết hồn trời ơi lộn rồi bà ơi hết biết rồi nó mệt quá rồi hết hồn biết bữa nay uống mấy lon hả hai rồi ai dạ không có đốt tiền hết trời. Rồi hồi nãy đi chưa lên chợ nè hả? Sẵn mua gỏi mua gì? Mua gì? Gỏi. Hả? Gỏi. Điện thoại á hả? Trời ơi mới đổi được mấy chục ngàn á đi lên mua điện thoại đó hả? Thôi thôi. Tôi bó tay với cô rồi. Rồi có mua được không? Dạ không. Giao dịch không thành công. Trời ơi trời. Rồi sao sáng không lấy cái lượt chảy đầu của cô hai. Để cái đầu về thấy gớm vậy chạy. Ôi trời. Mua điện thoại không được. Rồi chở xuống đây. Bó tay luôn. Đổi tiền hả? Đi mua. Mua hả? Mua. Tôi đâu có tiền ở đâu mà mua. Không biết mà. Hả? Thôi tôi không có tiền. Hồi nãy sao mà không Hoàng Anh nó điện lên rồi sao không nói? Rồi giờ kêu tôi đưa tiền rồi sao tôi có? Hả? Hồi nãy mà nói anh Tư em muốn mua điện thoại mà em không đủ tiền. Không nói. Ngu cái bản mặt ngu rồi còn ấy nữa. Chừng nào Hoàng Anh nó điện lên cái nói anh Tư ơi, cho tiền mua điện thoại nghe chưa? Ừ nghe không có biết nói không hả có biết nói không chục ngàn là đổi nha, đổi thành tiền hồi nãy đó nha. Mày ổi hả? Không, hồi nãy tôi lấy tiền rồi. Ôi trời, mà của mình 70 ngàn mà đâu mà
đếm cái đủ rồi người ta đưa có 20 và cũng tin nữa. Ngu cái mặt gì rồi mà ngu gì mà ngu dữ không ấy. Rồi tôi trả rồi đó nha. Ba thằng nó đi. Rồi sao? Ôi. Cho cái này đó hả? Cho cái cọc này đó hả? Ôi. Rồi lấy gì ăn? Bữa nay khỏi ăn hả? Trời ơi trời. Ôi mùi hôi. Bữa nay mấy người đi làm. Mê điện thoại mà tới nghỉ ăn luôn hả? Thôi cô ơi, tôi nhìn đói không có được. Hả? Đi đâu hả? Ông mùi hổ đi. Trời ơi, chạy nhiêu đó đi mua điện thoại.